Năm phẩm hiện bảo tháp. Bấy giờ trong hội chúng, trời Đế Thích vân vân và chư thiên ở cõi dục, Phạm Thiên Vương vân vân và chư thiên ở cõi sắc, cùng với thiên nữ thần Y Xá Na, đồng lúc ba lần cất cao tiếng sướng: lành thay đại đức thiện hiện thừa hành thần lực của Phật, làm chỗ nương tựa hộ trì khéo léo vì chúng tôi, thế gian trời người, mà phân biệt khai thị pháp tánh vi diệu gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu như đại Bồ Tát nào đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như lời dạy mà tu hành, không bao giờ xa lìa, thì chúng con sẽ cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen người đó giống như đối với Như Lai ứng chánh đẳng giác. Trong lời dạy sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, thật là không có pháp nào có thể đắc, nghĩa là trong ấy không có sắc có thể đắc, không có thọ tưởng hành thức có thể đắc, như vậy cho đến không có trí nhất thiết có thể đắc, cũng không có trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc. Tuy không có các pháp có thể đắc như thế, nhưng có thể trình bày thánh giáo ba thừa, đó là thánh giáo của Thanh Văn Độc Giác và Vô Thượng Thừa. Bấy giờ Phật bảo chư thiên: đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời các vị nói. Trong giáo pháp sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa này, tuy các pháp không sắc vân vân có thể đắc, nhưng có thể trình bày thánh giáo ba thừa. Vậy nếu hưng đại Bồ Tát nào đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này mà dùng vô sở đắc làm phương tiện, thì có thể như lời dạy tu hành, không bao giờ xa lìa, các vị chư thiên vân vân đều phải đến đó thành tâm cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen giống như Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vì sao? Vì trong giáo pháp sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa này, tuy giọng nói có thánh giáo ba thừa, nhưng Như Lai hoàn toàn bất khả đắc. Chẳng phải Như Lai cùng với bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể đắc, chẳng phải Như Lai xa lìa bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể đắc, chẳng phải Như Lai cùng với pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không có thể đắc, chẳng phải Như Lai xa lìa pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không có thể đắc, chẳng phải Như Lai cùng với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì có thể đắc, chẳng phải Như Lai xa lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì có thể đắc, chẳng phải Như Lai cùng với cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi có thể đắc, chẳng phải Như Lai xa lìa cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi có thể đắc, chẳng phải Như Lai cùng với thánh đế khổ tập diệt đạo có thể đắc, chẳng phải Như Lai xa lìa thánh đế khổ tập diệt đạo có thể đắc, chẳng phải Như Lai cùng với bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo có thể đắc, chẳng phải Như Lai xa lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo có thể đắc, chẳng phải Như Lai cùng với bốn tịnh lượng, bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc, chẳng phải Như Lai xa lìa bốn tịnh lượng, bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể đắc, chẳng phải Như Lai cùng với tám giải thoát, chín định thứ đệ có thể đắc, chẳng phải Như Lai xa lìa tám giải thoát, chín định thứ đệ có thể đắc, chẳng phải Như Lai cùng với pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện có thể đắc, chẳng phải Như Lai xa lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện có thể đắc, chẳng phải Như Lai cùng với cực hỷ địa cho đến pháp vân địa có thể đắc, chẳng phải Như Lai xa lìa cực hỷ địa cho đến pháp vân địa có thể đắc, chẳng phải Như Lai cùng với năm loại mắt sáu phép thần thông có thể đắc, chẳng phải Như Lai xa lìa năm loại mắt sáu phép thần thông có thể đắc, chẳng phải Như Lai cùng với 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng có thể đắc, chẳng phải Như Lai xa lìa 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng có thể đắc, chẳng phải Như Lai cùng với pháp không quên mất tánh luôn luôn xả có thể đắc, chẳng phải Như Lai xa lìa pháp không quên mất tánh luôn luôn xả có thể đắc, chẳng phải Như Lai cùng với tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tama Địa có thể đắc, chẳng phải Như Lai xa lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tama Địa có thể đắc, chẳng phải Như Lai cùng với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc, chẳng phải Như Lai xa lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc. Chư thiên nên biết, nếu đại Bồ Tát nào đối với tất cả pháp dùng vô sở đắc làm phương tiện, nhiệt tâm tinh cần tu học bố thí ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng, thì đại Bồ Tát này đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể luôn luôn tu hành, không bao giờ xả bỏ.
Vì vậy các vị phải nên đến đó thành tâm cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen Đại Bồ Tát ấy, giống như Như Lai ứng chánh đẳng giác. Chư thiên nên biết vào thời xa xưa, khi Nhiên Đăng Như Lai ứng chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, lúc đó ta ở ngã tư đường tại kinh đô Liên Hoa Vương, thấy Phật Nhiên Đăng liền cầm năm cành hoa sen cúng dường ngài và trải tóc lớp bùn để cầu nghe chánh pháp cốt yếu. Ta dùng vô sở đắc làm phương tiện nên không xa lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, cho đến trí nhất thiết tướng và vô lượng vô biên các Phật pháp khác. Khi ấy Phật Nhiên Đăng liền thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cho ta. Ngài dạy: Thiện nam tử, ở đời vị lai, trải qua vô số kiếp trong hiền kiếp của thế giới này, con sẽ thành Phật. Hiệu Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng chánh đẳng giác minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian giải, vô thượng trượng phu, hiệu ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật Bà Già Phạm và tuyên thuyết Bát Nhã Bà La Mật Đa, độ thoát vô lượng chúng sanh. Lúc ấy chư thiên đều bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Bà La Mật Đa như thế thật là hy hữu, làm cho chúng Đại Bồ Tát mau chóng nhiếp thọ trí nhất thiết trí. Vì dùng vô sở đắc làm phương tiện nên đối với sắc cho đến thức không giữ không xả, như vậy cho đến đối với trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không giữ không xả. Lúc bấy giờ Đức Phật quan sát thấy bốn chúng hòa hợp và chúng Đại Bồ Tát, chúng trời tứ đại thiên vương, lần lượt cho đến chư thiên trời sắc cứu cánh đều đến tập hợp trong hội chúng đồng làm chứng minh. Thế Tôn liền giao phó cho trời Đế Thích: Kiểu Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát Bí Xô, Bí Xô Ni, Ô Bà Sách Ca, Ô Bà Tư Ca, các thiên tử, các thiên nữ, thiện nam, thiện nữ, vân vân, không xa lìa tâm trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý vì người khác mà tuyên thuyết rộng rãi, thì nên biết đối với những vị này, tất cả ác ma và quyến thuộc của chúng không thể hại được. Vì sao? Kiểu Thi Ca, vì các thiện nam thiện nữ vân vân này khéo an trụ nơi không vô tướng vô nguyện của sắc, cho đến khéo an trụ nơi không vô tướng vô nguyện của trí nhất thiết tướng, không thể dùng không mà hại được không, không thể dùng vô tướng mà hại được vô tướng, không thể dùng vô nguyện mà hại được vô nguyện. Vì sao? Vì các pháp như vậy hoàn toàn không tự tánh, hoặc người hại, hoặc người bị hại, hoặc thời gian, hoặc nơi trốn, hoặc việc não hại đều bất khả đắc. Lại nữa, Kiểu Thi Ca, các thiện nam thiện nữ vân vân, người chẳng phải người, nhân phi nhân vân vân, đều không thể hại được. Vì sao? Vì các thiện nam thiện nữ vân vân này biết dùng vô sở đắc làm phương tiện, vì các hữu tình thường tu tập từ bi hỷ xả, nên tất cả người chẳng phải người, không thể làm não hại được. Lại nữa, Kiểu Thi Ca, các thiện nam thiện nữ vân vân này hoàn toàn không bị các việc hiểm ác ngang trái làm tổn thương, cũng không bị chết oan. Vì sao? Vì các thiện nam thiện nữ vân vân này thường tu tập bố thí ba la mật đa đối với các hữu tình đúng lý, giúp đỡ giáo dưỡng vậy. Lại nữa, Kiểu Thi Ca, trong 3.000 đại thiên thế giới nơi có tứ đại thiên vương cho đến trời Quảng Quả, vị nào đã phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà chưa từng được lắng nghe thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, đều phải không xa lìa tâm trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, phải trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý. Lại nữa, Kiểu Thi Ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào không xa lìa tâm trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện đối với Hi Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, trí tâm lắng nghe thọ trì đạo tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, thì các thiện nam thiện nữ vân vân này, như ở nhà trống hoặc ở nơi hoang dã, ở đường nguy hiểm và chỗ nguy nạn, sẽ không sợ hãi đến nỗi giận tóc gáy. Vì sao? Vì các thiện nam thiện nữ vân vân này không xa lìa tâm trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, khéo tu tập pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không. Khi ấy chúng trời tứ đại thiên vương cho đến trời sắc cứu cánh vân vân ở 3.000 đại thiên thế giới đều chắp tay bạch Phật:
Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào không xa lìa tâm trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, thường đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải tuyên thuyết lưu truyền cùng khắp, thì chúng con thường theo cung kính hộ trì, không để cho tất cả tai họa não hại. Vì sao? Vì các thiện nam thiện nữ vân vân này, tức là Đại Bồ Tát, nhờ Đại Bồ Tát này khiến các hữu tình dứt hẳn các đường hiểm ác, địa ngục bàng xanh, ngạ quỷ, Atula, vân vân. Nhờ Đại Bồ Tát này khiến chư thiên người dược xoa rồng vân vân dứt hẳn tất cả tai nạn ngang trái, bệnh tật nghèo cùng đói khát lạnh nóng vân vân. Nhờ Đại Bồ Tát này mà chư thiên người Atula vân vân đoạn tật các việc bất như ý, cư trú ở đâu cũng không có giặc giã, và tất cả hữu tình đều đem lòng từ đối xử với nhau. Nhờ Đại Bồ Tát này nên thế gian có 10 thiện nghiệp đạo, hoặc bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, hoặc pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không, hoặc chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, hoặc thánh đế khổ tập diệt đạo, hoặc bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, hoặc tám giải thoát, chín định thứ đệ, hoặc pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, hoặc tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, hoặc cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, hoặc năm loại mắt sáu phép thần thông, hoặc 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, hoặc tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, hoặc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Nhờ Đại Bồ Tát này nên thế gian mới có đại tộc Sát Đế Lợi, đại tộc Bà La Môn, đại tộc Trường Giả, đại tộc Cư Sĩ, vua các nước nhỏ chuyển lên thánh vương và các quan thần giúp việc. Nhờ Đại Bồ Tát này nên thế gian mới có trời tứ đại thiên vương, cho đến trời tha hóa tự tại, trời phạm chúng, trời sắc cứu cánh, trời không vô biên xứ, trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Nhờ Đại Bồ Tát này nên thế gian mới có dự lưu hướng, dự lưu quả, nhất lai hướng, nhất lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, a la hán hướng, a la hán quả, độc giác hướng, độc giác quả. Nhờ Đại Bồ Tát này nên thế gian mới có các Đại Bồ Tát thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật và tu tập các hạnh Bồ Tát thù thắng. Nhờ Đại Bồ Tát này nên thế gian mới có Như Lai ứng chánh đẳng giác, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, truyền pháp luân vi diệu, cứu độ chúng sanh vô lượng. Nhờ Đại Bồ Tát này nên thế gian mới có ba ngôi báu Phật Pháp Tăng, làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình. Bạch Thế Tôn, do nhân duyên này nên chúng con trời Atula rồng dược xa có đại thế lực, và người chẳng phải người vân vân luôn theo hộ trì cung kính các Đại Bồ Tát này, không để cho tất cả tai họa ngang trái tổn hại, vì các vị ấy đối với bát nhã ba la mật đa lắng nghe thọ trì đọc tụng tu tập suy nghĩ đúng lý viết chép vân vân, các việc đó không bao giờ gián đoạn. Bấy giờ Phật bảo các vị trời: đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời các vị nói. Nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào không xa lìa tâm trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, thường xuyên ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa này mà trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải tuyên thuyết lưu truyền cùng khắp, các vị nên biết các thiện nam thiện nữ vân vân này, tức là Đại Bồ Tát, nhờ Đại Bồ Tát này nên khiến các hữu tình dứt hẳn đường ác, cho đến tam bảo xuất hiện trên thế gian cùng với các hữu tình làm lợi ích lớn. Vì vậy các vị trời rồng thần có đại thế lực và người chẳng phải người vân vân thường cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen siêng năng hộ trì Đại Bồ Tát này, ngăn chặn tất cả tai họa ngang trái não hại.